U23 Việt Nam đã đánh bại U23 Syria để có mặt ở bán kết. Nhưng có lẽ cuộc phiêu lưu của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo tại ASEAN 2018 sẽ phải dừng lại khi đối thủ của họ là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch, Hàn Quốc. Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn với lối đá thiên về thể lực của Syria, nhưng thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn có mặt trong top 4 đội mạnh nhất khu vực. U23 Việt Nam vượt qua Syria ở bàn thắng duy nhất của tiền đạo Văn Toàn ở phút 108 của trận đấu. Tuy nhiên, xét một cách công bằng, U23 Việt Nam đã gặp may. Lối chơi di chuyển không bóng, sử dụng các tình huống ban bật nhỏ đã bị Syria bắt bài một cách triệt để. Đáng lẽ ra, đội bóng Tây Á phải có được bàn thắng ở phút 42 sau tình huống phối hợp đẹp mắt bên cánh phải. Thế nhưng trong bối cảnh thủ môn Tiến Dũng đã đứng nhìn, cú dứt điểm của An Ba Hơ lại đi chạch khung thành trong gang tấc. Ngay cả pha ghi bàn, U23 Việt Nam cũng có sự giúp sức của thần may mắn. Trong tình huống giải nguy nhiều hơn là kiến tạo, trung vệ Bùi Tiến Dũng phất bóng lên cao để anh Đức băng xuống. Cú dứt điểm của chân sút đang thi đấu cho Bình Dương chạm xà ngang đến đúng tầm băng vào của Văn Toàn và số 8 của Việt Nam không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Thực tế U23 Syria không quá mạnh, các cầu thủ của họ chủ yếu thi đấu và sinh sống ở nước ngoài nên sự ăn ý là gần như không có. Còn với Hàn Quốc, câu chuyện rẽ sang một hướng rất khác. Sau thất bại trước Malaysia ở vòng bảng, đội bóng xứ sở Kim Chi đã hoàn toàn lột xác và thể hiện đúng sức mạnh của ứng cử viên số 1 cho chức vô địch. Vòng 1-8, họ đánh bại Iran với tỷ số thuyết phục 2-0. Một trận đấu mà hai cái tên đáng chú ý nhất của U23 Hàn Quốc là tài năng trẻ của lò đào tạo La Masia, Lee Seung-gu và ngôi sao của Tottenham Son Heung-min đã tỏa sáng rực rỡ. Nên nhớ trước trận thua Hàn Quốc, Iran mới là ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vương khi toàn thắng cả 4 trận ở vòng bảng trước những đối thủ như Thái Lan, Bangladesh, Qatar, ghi tới 13 bàn và không một lần thủng lưới. Còn tứ kết, dù liên tục bị Uzbekistan, đương kim vô địch U23 châu Á liên tục vượt lên dẫn trước, song Hàn Quốc vẫn chứng tỏ bản lĩnh khi ghi bàn thắng ấn định tỷ số 4-3 ở những phút cuối cùng của hiệp phụ. Trong quá khứ, bóng đá Việt Nam đã từng nhiều lần chạm trán Hàn Quốc và cũng không ít lần đại diện Đông Nam Á được hưởng niềm vui. Ngày 19 tháng 10 năm 2003, Văn Quyến đã ghi bàn thắng đẹp như tranh vẽ, giúp U23 Việt Nam đánh bại Hàn Quốc. Gần đây nhất là chiến thắng của đội U22 trước các đội tuyển ngôi sao đến từ xứ sở Kim Chi tại giải giao hữu trước thềm SEA Games 2017. Dẫu vậy, chừng đó là không đủ để thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo tiếp tục viết nên câu chuyện cổ tích tại ASEAN 2018. Sự vượt trội của Hàn Quốc là rõ ràng và sẽ không bất ngờ nếu như cuộc phiêu lưu của U23 Việt Nam sẽ dừng lại ở vòng bán kết. Các bạn hãy ấn nút like, chia sẻ video này nếu thấy nó thú vị và đừng quên ấn đăng ký kênh YouTube của Tri Thức Vô Tận. Xin cảm ơn!